Xin chào thầy và các bạn. Thì hôm nay em xin làm tập số 6, đó là viết một cái app xem bói dựa vào các activity. Thì ở đây đầu tiên thì em đã tạo một cái activity chính, thì nó gồm cái test view này, một là ghi hình chữ xem bói, và một cái test view nhập ba số may mắn vào trong một cái layout lớn. Thì trong cái layout này sẽ chứa các text view số thứ tự, và trong cái text view đó sẽ có một cái edit text mà mình thành để ta ghi số vào. Tương tự như vậy thì vị trí số 2 và vị trí số 3 cũng như vậy. Ở đây sẽ tạo một cái layout, cái linear layout này. Trong cái linear layout này có một nút button xem ngay. Tiếp theo là ta vào cái phần main activity. Thì ở phần này thì đây là đầu tiên thì ta sẽ khai báo các thư viện. Tiếp theo thì ta khai báo các biến trong cái edit text và cái button, rồi ta bắt đầu ánh xạ các biến lại, các biến với nhau. Tiếp theo ta bắt đầu sự kiện, ta tạo một cái intent để mở cái resource activity này. Thì nó là một cái activity mới siêu này chúng ta sẽ tạo. Tiếp theo ta khai báo cái bundle là như một những cái bó để gồm những cái biến này lại với nhau. Tiếp theo thì ta đưa dữ liệu riêng lẻ vào bundle, thì có làm sao bundle input put in là ta, và ta đưa cái bundle này vào cái intent, rồi ta mở cái activity resource lên. Tiếp theo nữa thì ta sẽ tạo một cái resource activity, một activity mới. Trong activity mới này thì nó sẽ hiển thị cái kết quả, thì ta nhấn cái nút xem ngay này. Đó. Thì ở đây thì nó tạo một cái test view để hiển thị kết quả xem bói của bạn. Và một cái test view nó sẽ hiển thị những gì bạn xem được. Và ở trong cái layout thì em đã tạo hai cái nút nhấn. Cái nút nhấn back này sẽ quay về cái activity đầu tiên. Và khi ta nhấn nút gọi tư vấn thì sẽ bắt đầu gọi số điện thoại phần tư vấn. Và cái code resource activity main này thì cũng tương tự như bên kia, thì cũng có các thư viện. Đầu tiên thì ta khai báo biến cho test view và hai cái nút nhấn, rồi sau đó ta ánh xạ nó. Rồi tiếp theo ta lấy cái intent của activity này ra. Và khi đã có intent rồi thì ta lấy một cái bundle dựa vào cái my packet, thì ta có lệnh này. Và tiếp theo là có bundle rồi thì ta sẽ lấy các thông số dựa trên vào số A, số B và số C ABC này. Rồi sau đó ta tiến hành xử lý. Trong quá trình xử lý thì để hạn chế thì ở đây em chỉ hạn chế từ số 0 đến số 100. Thì ta sẽ quản lý các số 0 đến 100 khi ta nhập. Như sau thì nếu A nhỏ hơn 0 và A bé hơn 33, kết hợp với B lớn hơn 0 và B nhỏ hơn 33 và C lớn hơn 0 33, thì trong cái này thì nó sẽ ràng buộc ba cái lại từ 0 đến 100, thì để cho giới hạn về cái việc ta nhập quá nhiều thì nó sẽ bị lỗi, viết chương trình nó sẽ dài hơn. Thì đây cái kết quả này, string cái kết quả này là sẽ hiển thị trong cái text view này. Thì khi ta muốn ghi gì trong này ta ghi cũng được, thì nó sẽ hiển thị ra. Thì tương tự như vậy thì sẽ làm vài cái để giới hạn cái việc ghi lại. Rồi tiếp theo thì cái sự kiện của hai cái nút nhấn back và nút gọi tư vấn. Thì cái nút text thì lúc đầu sự kiện nó thì chỉ cần phải nút nhấn nút thì nó sẽ quay trở về cái activity hiện tại là activity này. Còn cái nút gọi tư vấn thì sự kiện của nó như sau, thì khi ta nhấn sẽ tạo một cái intent mới. Cái intent này là cái action call này, nó sẽ tự có sẵn trong máy, trong hệ thống Android đã lập trình sẵn. Và ta set gọi intent mới này, set data replacer theo ta ghi cái số điện thoại nó vào, là ta start activity, mình sẽ bắt đầu gọi
chú ý trong phần này thì để muốn cái để gọi được thì ta phải vào environment test, thêm cái câu lệnh này vào, thêm câu lệnh user cho người dùng có thể sử dụng được control này. Nếu như ta không có câu lệnh này thì sẽ bị lỗi. Rồi, ta view thử xem. Ở phần này thì bên cái bảng 4.1.1 thì nó không hiện này, nhưng mà cái bảng 8.0 này sẽ hiện cái hình này. Chúng ta dùng bảng 4.1 rồi. Rồi ta nhập số 11 22 23. Rồi. Nó sẽ hiển thị ra cái edit text, nó sẽ thông báo ta những cái gì ta bói toán được. Khi ta nhấn back thì nó sẽ quay lại cái activity đầu tiên. Khi ta nhấn click vào gọi tư vấn thì nó sẽ tự động chuyển đến cuộc gọi cho ta. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.